tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh phắm xa dần vùng trần san với những ưu tư cỏ mây đã dấu chân trên đường đi sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đường ai lỡ trôi từ đường hành quân nắng cháy xa người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chưa đi lại vùng để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả xin chào anh em nhé. Clip này thì bên cửa hàng có test những cái sản phẩm lên đường cho anh em. Và đây là một trong những cái mã đẩy mà được anh em chốt đơn khá là nhiều. Đó là thương hiệu của Famoso rất là nổi tiếng, những hàng thương hiệu bãi Mỹ nhé. Con này thì mạch nguồn xung rất là tiện trong cấu hình karaoke anh em lưu động cũng như là sử dụng để đánh nhiều dòng loa công suất lớn. Con này thì anh em có thể đánh hai cặp loa bass 30 cũng như 40 anh em đánh ok. Chất nhạc con này cực kỳ hay, với thương hiệu lớn Famoso thì nó cho ra rất nhiều các sản phẩm từ những cái dòng đẩy rất là đắt tiền, thậm chí 3-40 triệu cao hơn nữa. Và những cái dòng mạch nguồn xung ở phân khúc để anh em chơi gia đình hay là anh em đi làm kẹo kéo nhé. Video này thì cửa hàng có test những cái sản phẩm lên đường và thông báo lại có lô hàng tiếp theo về để phục vụ cho anh em, và giá thành cực kỳ tốt nếu anh em quan tâm. Thì ngày hôm nay thì có test cho một khách hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cho anh Hồ Văn Tâm nhé. Anh có địa chỉ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sản phẩm này thì có giá cho anh em là 3.500.000 giá tại cửa hàng anh em nhé. Giá này thì chưa có bao phí cước, rồi con này thì tiền cước mất gần 100.000, giá cực là tốt cho anh em. Hình thức con này thì đối với mạch nguồn xung đấy thì trọng lượng rất là nhẹ luôn. Con này thì khoảng 10kg nhá, 10kg anh em di chuyển bê lại cũng như là làm sâu. Chất nhà con này cực kỳ là hay với phân khúc những cái chiếc đẩy bãi xịn của Famoso hay là sô Tân Đa để nó cực kỳ là chất lượng. Hình thức bề ngoài thì con này nó thiết kế hai cái volume tinh chỉnh đằng trước này đấy, và thương hiệu của Famoso, một trong những thương hiệu rất là chất rồi. Thương hiệu này thì không cần quảng cáo, đối với đẩy này thì nó nổi tiếng nhá, nó cực kỳ nổi tiếng. Và tôi sẽ quay lần lượt cho anh em. Con này thì cái bo nguồn rất là to này đấy, hàng thì logo series đầy đủ luôn. Và tụ thì hãng tụ Jun, tụ Jun là một trong những cái tụ mà rất là nổi tiếng. Tụ này thì nó sẽ 200V, tụ vô to này sẽ 200V và tụ nhỏ 63V, nên là cái áp của nó rất là cao, mạch class H nhé. Và với dòng này thì cực kỳ là bền cho anh em, cực kỳ là bền. Anh em thấy này, cái phần lọc nguồn của nó rất là nhiều, dày, mạch rất là dày luôn. Tiếng con này cực kỳ sáng nhé, tiếng cực kỳ sáng. Anh em mà tham khảo mẫu này, mà anh em cứ đánh 2 đôi 30, đánh 2 đôi 40, 16 thì thoải mái luôn. Rất nhiều anh em mua những chiếc của đấy của cửa hàng và sử dụng đi làm kẹo kéo hay là sự kiện nhá, đấy, rất là căng. Đấy. Điện con này 220V. Đấy. 220V. Và tín hiệu đường ra thì rất là nhiều tín hiệu đường vào và đường ra. Ok, thì video này sẽ test cho một số các khách hàng và thông báo những cái sản phẩm tiếp tục có hàng. Thì giá thành của nó là 3.500.000 giá tại cửa hàng. Anh em có nhu cầu đặt hàng có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855 899 nhé.